Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện giờ như mọi người đang quan sát trên màn hình ấy, là chúng ta lại đang được gặp gỡ chị Vân Anh. Hôm nay thì như là lời hứa của livestream lần trước là chị Vân Anh đã sắp xếp thời gian qua DK để được trải nghiệm thêm một dịch vụ nữa, đó là dịch vụ phun môi. Và như mọi người có thể quan sát là đôi môi của chị Vân Anh hôm nay đã được chuyên gia Khánh Linh tại DK đang làm đến cái bước gần như là hoàn thiện rồi ạ. Và trước khi mà lắng nghe cái cảm nhận của chị Vân Anh sau khi mà làm dịch vụ phun môi tại DK thì chúng ta hãy cùng nghe chuyên gia Khánh Linh phân tích về cái tình trạng môi ban đầu của chị Vân Anh nhé. Khánh Linh ơi, Khánh Linh có thể giúp mình phân tích được tình trạng môi ban đầu của chị Vân Anh cho các bạn đang xem livestream được biết không ạ? Tình trạng môi của chị Vân Anh ban đầu là môi chị da chị mỏng ấy. Người ta làm ngày xưa chị làm môi sửa rồi. Phần lòng trong không có và nó lem nhem, nó không đều màu. Viền cũng bị đậm nữa. Cho nên là hôm nay em sẽ chỉnh lại hết tất cả những cái nhược điểm đấy trên môi cho chị ý. Thế không biết là cái da môi này thì theo Khánh Linh nó, cái da môi có dễ làm hay không? Bởi vì mình thấy qua hình ảnh thì cái da môi của chị ấy khá là nhăn ý. Thông thường những cái da môi này có phải những ca môi rất là khó ăn mực đúng không? Những cái da môi nhăn như thế này thì thường thường là mực nó sẽ bám khó hơn. Với cả là khi mà đi thì mình phải căng nhiều chiều thì nó mới có thể đưa mực vào trong môi thì dễ dàng. Thông thường thì một ca môi Linh làm trong bao nhiêu lâu? Bình thường một ca môi thì em làm trong tầm 40 đến 50 phút ạ. Hôm nay không biết là Linh tư vấn màu môi gì cho chị Vân Anh nhỉ? Màu môi em tư vấn cho chị Vân Anh là màu hồng baby. Hồng baby. Lý do gì mà Linh lại tư vấn màu này cho chị Vân Anh? Chị Vân Anh chị có nói là chị thích sự trẻ trung và năng động ấy. Thì với cả nước da của chị cũng là nước da trắng, hợp với tất cả các màu da. Nên là em chọn cho chị hồng baby để trẻ trung và năng động hơn. Vâng, bây giờ thì không biết là môi này đã hoàn thiện chưa để chúng ta có thể môi của chị đã hoàn thiện rồi. Ok, vậy thì chị Vân Anh ơi, Linh có thể cho chị Vân Anh mượn một cái gương này, chị soi gương xem tình trạng môi của mình sau khi làm xong được không ạ? Không biết là cảm nhận của chị như thế nào hả chị về cái tình trạng môi hiện tại của mình ạ? Chị cũng đã từng đi làm môi ở một cơ sở khác, nhưng mà nói thật là đau lắm. Từ cái ngày mà chị làm môi cho đến bây giờ nó cũng phải quá nhiều năm rồi, vì là mình sợ đau. Nhưng mà thực ra là khi mà chị đến với Eyebrow and Beauty thì chị lại cảm thấy rất là tự tin. Khi mà chị đã làm cái cặp lông mày mới cách đây mới có mấy hôm, không hề đau một chút nào. Và sau 3 hôm chị lại quay lại đây làm môi. Thành ra là những người mà cứ sợ đau ấy thì đừng bao giờ sợ đau. Đến với bọn em là cực kỳ hoàn toàn yên tâm. Và chị làm ở cơ sở trước thì em biết đâu vừa mới làm xong nó không được mịn như vậy đâu, mà nó những cái mô mỡ, những cái mô nước rồi máu nó cứ chảy ra liên tục. Và cái bờ môi này này nó bị dày, nó bị sưng, nó bị dày và nó lốm đốm đó. Vâng, thế trong sinh hoạt chị mình gặp thì khó khăn không chị? Họ bắt chị ăn kiêng trứng này, thịt bò này, nói thật là thèm ăn rau muống lắm nhưng mà rồi cũng không ăn được. Tóm lại là kiêng tất cả mọi thứ mà có thể gây ra viêm nhiễm sưng như thịt gà, xôi nữa. Đó. Vâng ạ, à, thì chúc mừng chị Vân Anh là hiện giờ là chị vừa được trải nghiệm cái công nghệ mới nhất của bên em là công nghệ vi chạm. Công nghệ này làm theo công nghệ châu Âu cho nên là chuyên gia chỉ đi mực vào cái lớp đầu tiên của da thôi ạ, là lớp thượng bì. Vậy nên là như chị có thể nhìn thấy là môi của chị là giảm thiểu được tối đa cái tình trạng sưng nề. Và ngoài ra thì bởi vì không hề đi sâu, không làm tổn thương cái tình trạng da của chị cho nên là chị cũng có thể ăn uống vô tư chị nhá. Không phải kiêng gì. Vâng ạ, trứng rau muống thịt bò xôi nét chị có thể ăn bình thường. Như bên mà sau khi ăn xong mình phải vệ sinh môi sạch bằng nước muối sinh lý chị nhá. Linh ơi, không biết là trong quá trình làm môi của bên mình thì cái việc mà mình đưa tinh chất tế bào gốc vào ấy nó giúp gì cho môi của khách hàng hả Linh? Khi đưa tinh chất tế bào gốc vào trong mực để phun môi cho khách hàng ấy thì môi của khách hàng bong ra nó sẽ không bị khô nữa này. Thứ hai là nó sẽ căng bóng đẹp hơn, màu sau sẽ rồi lên trong hơn. Sau đây thì mình có bôi dưỡng gì khi về nhà không em? Sau khi mà bong ra thì về chị bôi dưỡng trắng không màu cho em nhé. Còn tạm thời trước khi bong thì mình không bôi cái gì hết chị ạ. Chị cảm ơn em. Vâng ạ. Và nếu như bạn nào cũng muốn có một cái đôi môi rất là đẹp giống như của chị Vân Anh thì mọi người nhớ là nhắn tin cho fanpage DK Eyebrow Beauty hoặc có thể gọi điện vào hotline 0911310000 hoặc 0912310000 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ, hướng dẫn đặt lịch và đặt cọc nhé. Cảm ơn chị Vân Anh và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.